Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 -1177. Thưa quý hoàng Trọng trở lại với tất cả quý khán thính giả tiếp tục với các bản tin đáng chú ý và ngày hôm qua Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật mang tên là cho thuê và cho mướn vũ khí. Đạo luật này có từ năm 1941. Lý do là lúc mà lúc đó Hoa Kỳ thời chiến tranh thế giới thứ nhất rồi thứ hai đó, Hoa Kỳ anh ở xa quá, chứ anh anh đứng giữa không có màng đến cái chuyện mà giữa Hitler đánh châu Âu rồi Nhật Bản đánh châu Á anh đứng ở ngoài nhưng mà khi mà xảy ra cái trận tấn công trên châu Cảng đó và nhìn thấy anh Pháp nghĩa là kêu gọi là hỗ trợ đó thì mà anh đứng ngoài hoài thì cũng không được cuối cùng thì chính Hoa Kỳ bị đánh và nhờ cái trận đánh đó mà lịch sử đã thay đổi ngay cả cái chính sách về quốc phòng, chính sách về phòng vệ và hỗ trợ cho các à, quốc gia khác. Rồi sau đó mới đi đến chiến tranh lạnh với Liên bang Xô Viết, rồi cái à, tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mới thành lập. Thì ở Hoa Kỳ này năm 1941 đó là quốc hội độc đáo lắm, họ mới nói rằng bây giờ mình đứng giữa mà mình can dự vào cái cuộc chiến với Đức, với Nhật vân vân á thì hóa ra mình lại gây chiến Hoa Kỳ không muốn điều đó đứng giữa à thôi thì bây giờ mình có cách nào đó để mình hỗ trợ cho các quốc gia thì các nhà làm luật họ mới nghĩ ra ồ tại sao mình đừng bán vũ khí mình bán vũ khí đó mình sẽ bị gán vào cái tội đó là thông đồng tuy nhiên nếu mình cho thuê mình cho mượn đó thì cái chuyện đó Ủa là hàng xóm thì người ta tới mượn có đó rồi cái chuyện các anh đánh nhau thì các anh cứ đánh nhau Không có dính dáng gì tới tôi cả Thì thưa quý vị đó là lý do mà thành lập được một cái luật mang tên là Land and Lease Act Luật về cho mượn và cho thuê vũ khí không bán nha Nhưng mà hay nữa đó là Lease <laughs> Cho mượn á thì đâu có ai lấy tiền đâu Nhưng mà nếu cho thuê đó thì phải tính tiền thì lẽ đương nhiên đâu có thể nào mà hoa kỳ cung cấp vũ khí không được thì đối với những cái loại vũ khí đắt tiền hay là quy mô đó nói là nói thế thôi thì phải ký hợp đồng với chính phủ hoa kỳ thí dụ như ngày hôm nay ukraine chắc chắn là muốn vũ khí, à, hoa kỳ cung cấp vũ khí nhưng mà khi mà Hoa Kỳ áp dụng cái đạo luật này đó là chúng tôi không phải là cung cấp vũ khí không tính tiền đối với anh. Trên nguyên tắc vẫn tính tiền. Nhưng mà về lâu về dài đó, về sau này khi anh giàu có lên rồi đó thì chúng tôi mới xét tới việc trả lại các món nợ chiến tranh. <laughs> cho nên nó phải dùng cái chữ lease cho thuê dài hạn vân vân Và vì thế ngày hôm nay chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức áp đặt Luật này, à, luật ngày hôm qua thực ra đó à, một cái điểm đáng chú ý đó thưa quý vị là hiếm khi chúng ta thấy đảng cộng hòa với đảng dân chủ bắt tay nhau lắm. Ấy vậy mà ngày hôm qua đó trong lúc mà bỏ phiếu đó, 400 vị dân biểu, trong đó cả trăm vị dân biểu của đảng cộng hòa mà mỗi khi thời chiến xảy ra đó là chúng ta thấy đảng cộng hòa là mạnh mẽ nhất mà khi mà ủng hộ để mà tuyên chiến. Bởi vì sao? hoa kỳ vũ khí đầy hết và cần phải uh, <laughs> sản xuất và bán vũ khí và hiện nay uh, đạo luật này đã nằm trên bàn tổng thống joe biden cởi chờ ký ban hành thì chắc chắn bởi vì uh, song song với đề nghị ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị tin tức là tổng thống biden đang muốn quốc hội phải thông qua thêm một ngân sách mới trị giá 33 tỷ mỹ kim á. thì uh, trong cái ngân sách này đạo luật này được ban hành đó nhằm mục tiêu để có thể hỗ trợ lấy lại một phần tiền mà phía hoa kỳ cung cấp cho bất cứ quốc gia nào mà hiện nay đã chủ yếu là cung cấp cho ukraine và nhờ đạo luật này được thông qua đó nga không có thể nói là hoa kỳ thông đồng để hỗ trợ ukraine ai cũng biết điều đó cả nhưng mà hoa kỳ nói không đây là chuyện chúng tôi chỉ cho mượn cho tôi vũ khí thôi chứ tôi không có bán vũ khí cho Ukraine và vì thế không có ghép chúng tôi vào cái chuyện mà thông đồng với Ukraine cả. Và um, quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị uh, vào đầu tuần này đó Sở Lao động cho biết là họ đã uh, phạt một cái tiệm rửa xe ở ngay tại thành phố Torrance của miền Nam California với cái tội là uh, cố tình giếm tiền lương của nhân viên một cách bất hợp pháp thì phía sở lao động cho biết là cái 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 chỗ rửa xe này đó có tổng cộng 35 nhân viên lận nhưng mà họ chơi cái trò đó là họ mướn đa số là những người mà không có giấy tờ thưa quý vị và một trăm phần trăm nhân viên ở đây là người gốc mexican thì 80% những người này là không có giấy tờ bởi vì họ nghĩ là thường nếu mà không có giấy tờ đó thì khi mà bị bắt chạc ở chỗ làm những người này họ sẽ không có dám đi tố cáo thì cái chuyện đó là nhưng mà có một số người mà họ có giấy tờ hay là họ được cái sự tư vấn của những cái tổ chức mà nhân quyền đó họ đã tìm đến sở lao động thì họ cho biết là cái chỗ này đó cái người chủ và cái người manager đó bắt chẹt người làm bằng những cách như thế này. Chẳng hạn mỗi buổi sáng 9 giờ làm, 9 giờ sáng là phải là giờ làm thì đương nhiên những cái chỗ mà nhiều nhân viên như vậy họ có cái máy để mà log in cái giờ đó nhưng mà không cái chỗ này nó như thế này, cái máy nằm ở trong một cái két sắt và được khóa lại, chỉ có cái người manager mới có cái chìa khóa mở ra thôi thì tất cả nhân viên khi mà đến trước 9 giờ đó à, lại không được log in mà trong vòng khoảng gần một tiếng đó đó bị bắt giống như là đi clean up cái chỗ này làm vệ sinh vân vân gần một tiếng đồng hồ rồi mới quay lại mới được log in vô thì khi mà log in vô đã là 10 giờ sáng thì chính vì vậy cái giờ làm của họ đó trông như một ngày họ làm 8 tiếng thì không phải họ log vô là từ 10 giờ thì là thành làm thành có 7 tiếng một ngày mà thôi và một tiếng đồng hồ trước đó không được tính là giờ làm cũng không có được trả lương và bên cạnh đó thì à, như chúng ta biết luật lệ của Cali đó nếu một người họ làm 8 tiếng một ngày là phải cho họ cái giờ để mà ăn lunch thì cái chỗ này lại không cho tất cả nhân viên của mình cái giờ ăn lunch không được tính vào trong đó mà mà bị trừ giờ đi à, và đương nhiên làm overtime cũng không có được trả đủ 1.5 nữa mà thí dụ đi cái giờ overtime là 4 tiếng đồng hồ của họ trả cho phải trả 200 đồng thì chỉ trả còn có 75 100 đồng mà thôi và liên tục kéo dài từ tháng 3 năm 2018 cho đến cuối năm 2021 cho đến khi có những người họ tìm đến sở lao động họ tố cáo thì bây giờ đó cả những cái tiền mà thiếu của 35 nhân viên này trong cái khoảng thời gian 3 năm phải trả lại hết và cái chỗ người chủ của cái chỗ rửa xe này còn phải đóng phạt cho bộ lao động 800.000 Mỹ Kim vì cái tội gian dối như thế này. Bản tin sau đây để cho thấy rằng là chúng ta nghe nói đến cái chữ lính đánh thuê đó thưa quý vị. Thì trong cái cuộc chiến ở Ukraine mình nghe đến cái chuyện mà Nga đã có những cái lính đánh thuê được trả tiền để vào uh, Ukraine đầu tiên là những uh, lực lượng Chechen được trả tiền để vào để tìm cách uh, ám sát ông tổng thống Zelensky rồi sau đó thêm Một 000 lính Chechen nữa uh, được vào được xem là lực lượng thiện nguyện đó. thế nhưng uh, vào bây giờ đang cái lực lượng này bị đánh tan nát hết bỏ chạy hết rồi. À, đây là hình ảnh của một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ năm nay mới 22 tuổi thôi, anh tên là Willie Joseph Cancel, họ Cancel, anh à, được tin mới vừa bị bắn chết ở tại Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với lực lượng vũ trang Ukraine chống lại quân Nga ở vùng phía đông của Ukraine. À, nguồn tin của gia đình cho biết thêm á, và qua cái bản tin này mình mới thấy á, cũng khá là ngạc nhiên mình mới hiểu thêm ở tại Hoa Kỳ này có những công ty sẵn lòng thuê mướn các cựu binh sĩ Hoa Kỳ để đánh ở nước ngoài mà không khác gì lính đánh thuê và làm việc theo hợp đồng 6 tháng, 1 năm vân vân. Ngoài cái chuyện mà muốn sang Ukraine rồi thì bây giờ vừa sang ukraine để đánh mà lại được trả tiền nữa thì đó là cái việc mà động viên rất nhiều cựu binh sĩ hoa kỳ để sang đánh cho ukraine lúc này chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau bản quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi